những chú mèo ở vùng chiến sự kiếm tiền quyên góp cho binh lính Ukraine. Mạng xã hội Ukraine và Nga đang tràn ngập những chú mèo. Chúng hỗ trợ tinh thần binh lính, thu hút các khoản góp cho quân đội và còn chống được giặc chuột. Mèo đến doanh trại của quân đội Ukraine từ những ngôi làng hoặc thị trấn lân cận bị bom đạn tàn phá và bị chủ bỏ rơi. Chúng tìm sự bảo vệ của con người khỏi các cuộc pháo kích liên tục, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo tạp chí Forbes. Khi các bé mèo run rẩy đến với bạn để tìm kiếm sự bảo vệ, làm sao bạn có thể từ chối? Chúng tôi mạnh mẽ nên chúng tôi bảo vệ những sinh vật yếu hơn, những sinh vật rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp giống như chúng tôi. Oleksandr Ian Bezhanka, một bác sĩ quân y Ukraine, giải thích. Mèo và các động vật khác đang mang lại niềm an ủi cho binh lính Ukraine. Oleksandr Estubun, người phát ngôn của quân đội Ukraine, cho biết, một số người nhận nuôi chúng và đưa chúng về nhà, những người khác thích giữ chúng trong chiến hào, và thậm chí chuyển chúng cho các đơn vị khác trong thời gian luân chuyển. Những chú mèo được nhận nuôi cũng chiến đấu trong trận chiến của riêng mình. Chống lại lũ chuột trong chiến hào, mèo tư lệnh Sirsky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr, Sirsky nổi tiếng là một trong những nhà lãnh đạo chiến đấu hiệu quả nhất Ukraine. Nhưng chú mèo cùng tên với ông lại nổi tiếng hơn. Roman Sinikin, một sĩ quan quân đội Ukraine và là chủ của mèo Sirsky, giải thích. Con mèo có cái tên này vì nó thích format. Sir trong tiếng Ukraine. Tất nhiên, khi nó trùng tên với ông tướng, nó đem lại niềm vui cho lính. Sinikin nói, ngay cả tướng Sirsky cũng thấy điều đó thật buồn cười, trước sự dễ thương vô hạn của Sirsky. Sinikin kể lại công trạng của mèo Sirsky. Tôi đưa mèo Sirsky về nhà khi chúng tôi rời vị trí đó. Bây giờ nó sống với gia đình tôi ở Kiev, nhưng nó vẫn tiếp tục giúp đỡ quân đội. Nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội, mèo Sirsky đã thu về 147.000 euro để mua các tổ hợp UAV Minisat, dùng để hướng dẫn pháo binh, anh Sinikin nói. Mèo sẽ biết kiếm được 7 chiếc xe. Oleksandr Lyosov, đến từ vùng Odessa ở phía tây nam Ukraine, đã cùng chiến đấu với mèo Sevik, một trong bốn chú mèo còn đi lạc, sống cùng đơn vị của anh ở mặt trận phía nam vào năm 2022. Sevik có sức hút lớn nhất trong bốn đứa. Trời trở lạnh nên một đêm nọ tôi phải ôm nó vào túi ngủ. Và đó là thời điểm tôi bắt đầu yêu bé mèo này. Lyosov, 26 tuổi, kể. Kể từ đó, Sevik đã theo chân Lyosov đến các vị trí chiến đấu khác nhau. Hình ảnh sống chết có nhau của cặp đôi này đã lan truyền khắp nơi nhờ các video tuần tra chung của họ. Lyosov mô tả bé Sevik là thợ săn hoàn hảo. Có lần chúng tôi đến một địa điểm trong rừng, và Sevik tóm gọn 11 con chuột trong một ngày. Mèo Sevik cũng đóng vai trò nhà quyên góp cho quân đội Ukraine. Bé mèo này đem lại 7 chiếc ô tô, và nhiều vật dụng khác cho đơn vị của Lyosov. Nhờ đó bé nhận được giải thưởng đặc biệt vào tháng 9 năm 2023. Herrick, con nhà thượng lưu, không giống những con mèo đi lạc ở tiền tuyến. Herrick, được biết đến với cái tên Herrick, là một quý tộc mèo. Ngay khi xung đột nổ ra, chú mèo Scotland này đã tham gia chiến đấu cùng chủ của mình, Kirill Lyukov, điều phối viên quân sự của quỹ từ thiện Sehibratuler. Herrick cùng chủ Lyukov đã ra mặt trận hơn 20 lần để ủy lạo binh sĩ. Lyukov nói, lần nào nó cũng là ngôi sao trong các cuộc gặp gỡ. Rất nhiều chiến binh chạy đến chỗ chúng tôi để vuốt ve và chụp ảnh với nó. Đông người quá, Herrick đã cố kiên nhẫn dù hơi sốc. Giống như Sirsky, Herrick đã dẫn đầu chiến dịch quyên góp hàng triệu hryvnia. 1 triệu hryvnia tương đương khoảng 25.000 euro để mua ô tô cho quân đội Ukraine.